Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán thính giả rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789. 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện can nam at gmail com thẩm mỹ viện can nam at gmail com để biết thêm chi tiết cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả và giờ đây thì chúng ta sẽ đi vào phần tin tức đầu tiên hết là bản tin quốc tế Chính quyền của cho bin đã đề nghị bồi thường cho Do Thái để tránh Do Thái tấn công vào các cái khu vực của quan trọng của Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền Joe Biden đã đề nghị sẽ bồi thường một cái gói ngân sách cho phía Do Thái nếu như mà họ tránh những cái mục tiêu được xem là được cho uh, bên tránh uh, cho cái cuộc trả đũa nhắm vào cái uh, cuộc tấn công của Tehran trước đây ngày 1 tây tháng 10 theo một tờ báo là Can News tại uh, do Thái đã cho biết vào ngày chủ nhật và viên chức đề nghị là phía của uh, do Thái sẽ được cái gói hỗ trợ về ngoại giao cũng như là những cái gói thêm về gói hỗ trợ quân sự nếu như những mục tiêu nhắm vào iran của họ được tha bổng tức là không cần tấn công vào những mục tiêu này và một viên chức của do thái nói với tờ báo khan là chúng tôi duyệt xét hoa kỳ có thể là đồng minh thân cận của chúng tôi và lúc nào cũng lắng nghe chúng tôi cùng một lực thì chúng tôi cả làm những điều cần thiết để bảo vệ cho công dân của do thái và nền an ninh của do thái và trước đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là ông Joab Gallant đã dự tính sẽ bay tới Hoa Kỳ vào ngày thứ tư để có một cái phiên gặp gỡ được xem là đầy tính chất cấp bách 24 giờ và điều này có nghĩa là sẽ gặp gỡ luôn với lại à, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin cùng với những các chức viên chức khác. Vì điều quan trọng là chúng tôi thảo luận về chiến lược hợp tác giữa hai quốc gia, hợp tác quốc phòng và kể cả những mối đe dọa từ Iran và các vệ tinh của họ. Ông Galen đã nói với đài truyền hình Fox News vào tối ngày thứ Năm, chúng tôi có quyền và chúng tôi có điều chỉnh và chúng tôi muốn chắc chắn điều này. Ông đã cho biết như trên, do Thái à, sẽ trả đũa với cuộc tấn công chưa từng có của Iran và đó là sự chọn lựa của chúng tôi và điều này nó diễn ra như thế nào chúng tôi sẽ đặt tất cả mọi thứ trên lên trên bàn đây được xem là một trong những cái lời tiết lộ mới nhất từ tờ báo cho thái cho thấy chính quyền cho bên không muốn phía cho thái tấn công vào những vị trí mà cho chính quyền cho bên cho là nhạy cảm và sẵn sàng bồi thường cho cho thái để tránh cho thái tấn công vào những vị trí này đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và đánh dấu ngày hôm nay 7 tây tháng 10 đúng tròn một năm khi mà nhóm khủng bố Hamas tấn công vào lãnh thổ Do Thái, cướp đi sinh mạng của 1.200 người, bắt cóc bắt cóc 251 con tin. Giờ đây thì bốn con tin của Hoa Kỳ vẫn còn nằm trong tay của Hamas sau một năm vụ thảm sát này. Bản tin mới nhất cho biết tiền Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong ngày thứ hai cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với không mệt mỏi để đưa bốn công dân của Hoa Kỳ bị bắt cóc bởi nhóm Hamas về lại đất nước Hoa Kỳ sau một năm đã bị giam giữ ở tại giải Gaza. Bốn người này gồm có Cassigo, 65 tuổi, Saguidi Kochen, 36 tuổi, Omar Nutra, 22 tuổi và Ethan Alexander 21 tuổi đã bị bắt giữ bởi nhóm dân quân khủng bố Palestine đúng một năm trước đây, ngày thứ hai, ngày 7 tây tháng 10 năm 2023 và việc bắt giữ này cùng với việc sát hại 1.200 người, Hamas đã bắt giữ tổng cộng 254 con tin trong ngày hôm đó, bao gồm luôn 12 công dân Hoa Kỳ và 4 công dân Hoa Kỳ gồm có Hersh Goldberg-Polin, Itay Judy Weston và Gahage đã bị sát hại bởi phía Do Thái và bốn người đã được trả tự do theo thỏa thuận của Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán vào tháng 11. Tuy nhiên, vẫn còn bốn người bị à, giam giữ tại giải Gaza, đó là bốn người mà tôi vừa nêu tên. Và hiện nay, ước lượng rằng còn 97 con tin nằm trong tay của do Thái và xin lỗi quý vị, của nhóm dân quân Hamas tại giải Gaza và họ bao gồm cả đàn ông, đàn bà, những đứa trẻ, à, trẻ trai gái, à, ít nhất là có hai baby và có những người lớn tuổi từ à, ít nhất là 25 quốc gia, ông Anthony Blinken cho biết như trên, Hamas cần phải trả tự do cho các con tin ngay lập tức mỗi một ngày và mỗi người trong họ phải được trở về với gia đình của họ và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ đưa họ trở về quê nhà. Đây được xem là lời phát à, phát biểu của ông Anthony Blinken đưa ra và cho tới giờ phút này vẫn còn 4 công dân Hoa Kỳ nằm trong tay của Hamas và chưa biết sinh mạng của họ sống hay chết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Jerry Van, người đứng chung liên danh với lại cựu tổng thống Trump, quăng hết mình hỗ trợ cho Do Thái và lên tiếng chỉ trích chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris trong buổi lễ tưởng niệm Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Chereven đã chỉ trích chính quyền của Jordan vào ngày thứ hai là đã không làm đủ mọi việc để đưa các con tin trở về quê nhà. Trong lúc mà Hamas bắt giữ những con tin này đúng một năm trước đây, ông Chereven đã phát biểu ở tại uh, Philos Project Memorial Rory ở trong uh, uh, cuộc uh, gọi là diễn ra tại Washington DC, nơi mà được xem là À, à có đầy đủ tất cả những người mà có thân nhân đã bị bắt giữ và ông đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Joe Biden và bà thó, Phó Tổng thống Kamala Harris tôi đến đây không phải là vấn đề có một cái vấn đề chính trị mà điều này là một điều ô nhục cho người dân Hoa Kỳ khi tổng thống và phó tổng thống vẫn không làm đầy đủ vai trò và phó tổng thống Kamala Harris người mà tờ gửi thông điệp là đưa họ trở về nhà cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn có thể làm được tuy nhiên chúng ta đã không thể nào đưa con tin trở về nhà dưới sự lãnh đạo của Joe Biden và Kamala Harris và chúng ta cần một lãnh đạo thật sự mạnh mẽ hơn để đưa các con tin trở về nhà nhóm dân quân Hamas đã phát động cuộc tấn công vào do thái đúng một năm trước đây và bắt giữ rất nhiều con tin và giờ đây còn ít nhất là bốn con tin nằm trong tay của à, hamas là công dân của hoa kỳ ông jerry Van đã lên tiếng và nói rằng ông ủng hộ toàn diện cho phía của do thái à, và nói rằng cựu tổng thống trump chắc chắn rằng do thái có cái quyền bảo vệ và tự vệ của họ và con tin cần phải được trở về quê nhà của họ và tôi đã nói chuyện với lại ông trump và nói rằng à, khi mà ông ta là ông là tổng thống thì hoa kỳ đã bảo vệ cho tất cả những công dân hoa kỳ gốc do thái những anh chị em này và chúng tôi đã ngăn chặn tất cả những cái chủ nghĩa bài do thái và chống lại à, người Hoa Kỳ ở trong cái giai đoạn mà tôi cầm quyền và giờ đây chúng ta cần phải đưa tất cả những con tin trở về quê nhà của họ. Đây là lời phát biểu của ông JD Van đúng một năm đánh dấu ngày mà phía Hamas tấn công vào lãnh thổ do thái và cướp đi sinh mạng của một hai người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng trong ngày hôm nay thì phát ngôn viên của tòa bạch ốc. Karin Jean Pierre đã bỏ chạy khi mà Ducy, một sướng ngôn viên của đài uh, Fox News và cũng là ký giả của đài Fox News đặt câu hỏi về việc mà chính quyền Joe Biden đã tài trợ cho Lebanon. Trong khi đó thì uh, mùa bão tại Hoa Kỳ vẫn chưa có đầy đủ những sự hỗ trợ của chính quyền Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì bà Phát công viên của Tòa Bạch Ốc là Karen Jean-Pierre đã tìm cách bỏ chạy sau khi mà có một cái cuộc nói chuyện và trả lời với là đại truyền hình Fox News và Peter Ducey là đại diện của đài Fox News ở tại Tòa Bạch Ốc đã đặt câu hỏi về việc chính quyền Joe Biden đã gửi một số những cái... Uh, <laughs> tiền cứu trợ cho phía của Lebanon giữa lúc mà Hoa Kỳ đang đương mà đầu với cái mùa bão đặc biệt là cơn bão đã tác hại rất lớn tại North Carolina bà Harris trong ngày thứ bảy cam kết là sẽ chi ra 157 triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho Lebanon giữa lúc mà do Thái đang tấn công vào các hạ tầng cơ sở và mục tiêu của Hezbollah tại quốc gia này và bà Harris lên tiếng tranh luận rằng Quốc gia này đang có một cái tình trạng được xem là uh, thiếu nhân đạo và ông Ducey đã hỏi bà Jean Pierre tại sao chính quyền Lebanon đã tập trung vào việc mà gọi là hỗ trợ cho Lebanon trong khi mùa bão tại Hoa Kỳ thì số tiền và những cái ngân sách hỗ trợ cho những nạn nhân bão lụt tại Hoa Kỳ vẫn chưa được giải ngân hoàn toàn, vẫn còn nằm trong tình trạng khó khăn. Trong khi đó thì lại gửi số tiền này cho một quốc gia ngoại quốc và trong vấn đề về ngân sách thì chính quyền đã có tiền gửi cho Lebanon mà không có sự đồng thuận khi quay trở lại phiên họp của quốc hội. Tuy nhiên Quốc hội đã không thể quay trở lại để có thêm tiền gửi cho những người dân tại Carolina. Tôi nói có đúng hay không? Ông Ducey đã phát biểu như trên và chính quyền và bà Phó Tổng thống đã sử dụng số tiền và có trên 200 triệu Mỹ kim cần thiết để hỗ trợ à, ngay sau đó thì bà Jean Pierre cho rằng là người dân đang tì tìm cách đối phó với lại disinformation và misinformation và đây là một điều nguy hiểm ngay lập tức thì ông Ducey đã lên tiếng nói rằng no bà có thể coi tôi hỏi câu hỏi này là misinformation nhưng hiện nay Thực tế là bà Kamala Harris đã tuyên bố hỗ trợ cho Lebanon trong lúc mà những người dân ở các vùng bão lụt vẫn đang đối diện với khó khăn và chính phủ dường như đã không đủ tiền để mà hỗ trợ và không có nhanh chóng để hỗ trợ cho những người sống còn trong trận bão này. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của Ducey là một ký giả của đài truyền hình Fox News ở tại Tòa Bạch Ốc đã đặt câu hỏi với bà Karen jean và ngay sau câu hỏi này thì bà ta đã bỏ chạy vào phòng và tránh trả lời một trực tiếp câu hỏi của ông Ducey. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, tiểu bang Florida đã chuẩn bị cho một cuộc di tản khổng lồ trước khi mà trận bão Milton đánh vào uh, uh, Florida và đã được nâng cấp lên bão số 5. Bản tin cho biết thì bà cơn bão mưu tinh đã càng lúc càng mạnh hơn và ở cấp độ số 5 sẽ đánh vào khu vực của Florida và đe dọa nguy hiểm ta ở khu vực Tampa dẫn tới tình trạng là có lệnh di tản hàng loạt và các cái bảo vệ cho các ống dẫn khí đốt cũng như là tiền có thêm những cái khẩn cấp để dọn dẹp sau trận bão của Helena và điều này đang là một cái thách thức của người dân ở Florida trong vòng chỉ hơn 2 tuần lễ qua và trận bão này đã được đưa ra và nó đánh từ vùng gọi là Yucatan ở tại Mexico và nó càng lúc càng mạnh hơn và hiện nay thì đang dự tính đánh vào tiểu bang Florida vào tối ngày mai thứ ba và rạng sáng ngày thứ tư báo hiệu tình trạng mà lục lội cũng như là tình trạng đất chùi và mức tàn phá của sức gió đây là một trong những cái trận bão thật là khủng khiếp. Đó là lời phát biểu của thị trưởng của Tampa là Chan Scatter đã nói trong cuộc họp báo. Nếu quý vị muốn À, có một cái à, à, nói chuyện với lại à, mẹ thiên nhiên thì à, mẹ thiên nhiên sẽ thắng một trăm phần trăm và hiện nay thì trận bão này được đánh giá là sẽ tăng tới mức độ cấp số 5 với mức gió là 160 dặm một giờ và cơ quan nhà khí tượng quốc gia cho biết như trên trận bão này trung tâm của nó là sẽ nằm ở khu vực Progreso ở Mexico và nằm cách khoảng cái khu vực của Tampa là 720 dặm tuy nhiên là cho tới giữa ngày thứ hai và có thể nó sẽ đánh vào khu vực phía biển đông nam và và di chuyển với mức độ là 9 dặm một giờ và trung tâm trận bão này sẽ nằm ở Tampa Bay và trong đó có sẽ lan rộng ra toàn bộ khu vực của tiểu bang Florida thông qua khu vực đánh vào biển Đại Tây Dương và nó nó được xem là cơn trận bão lớn nhất kể từ khi mà trận bão Helena đánh vào mấy tiểu bang của Hoa Kỳ khiến cho 230 người đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ Florida đưa ra và lệnh di tản khẩn cấp tại Tampa ba Bay đã được đưa ra và nhiều người đã phải chuẩn bị gói hành trang để đi tránh bão. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay trước tình trạng giá cả năng lượng tăng quá cao và tình hình bị thiếu năng lượng đã dẫn tới tình trạng mà chính quyền của Joe Biden đã vượt lên những cái chính sách và nghị trình về môi trường của ông ta và có thể sẽ tái lập lại tất cả những lò phản ứng nguyên tử để cấp để cung cấp nguồn điện cho Hoa Kỳ. Bản tin từ New York cho biết thì chính quyền của Joe Biden đang làm việc trong dự tính là sẽ có thêm những cái lò phản ứng nguyên tử để có thể đáp ứng được cái nhu cầu về tình trạng sử dụng năng lượng của người dân Hoa Kỳ. Theo một và uh, cố vấn đặc trách về môi trường của tòa bạch ốc là Ali Đi đã cho biết vào ngày thứ hai ít nhất là có hai dự án đang diễn ra trong đó bao gồm luôn việc mà sẽ tái uh, lập, lập lại một cái lò nguyên tử có có, có tên gọi là Palisades uh, nằm ở Michigan và tiềm năng có thể sẽ, sẽ tái lập lại một cái lò nguyên tử khác có tên gọi là Constellation Energy My Island nằm ở Pennsylvania được xem là nơi mà có từng có một cái biến cố về nguyên tử tệ hại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và hiện nay thì để có thể tái lập cái lò nguyên tử này thì ra đi cho biết là chúng tôi đang làm việc và chúng tôi tìm cách để có thể huy động lại và ông ta không cho biết những nhà máy điện nào điện nguyên tử nào có thể sẽ được tái lập lại trong nỗ lực của chính quyền Joe Biden và việc này diễn ra ngay sau khi mà cái chính sách cắt bỏ tất cả việc sản xuất và không cho phép thuê đất của liên bang để khai thác về dầu khí và năng lượng dẫn tới tình trạng tình trạng giá cả năng lượng tăng cao tại Hoa Kỳ và chính quyền của Joe Biden bây giờ tìm cách gọi là ngăn cản cái khí đốt mà họ gọi là fossil tức là nhiên liệu hóa thạch để tìm cách sử dụng dụng lại cái nguồn năng lượng nguyên tử để cung cấp điện cho giới tiêu thụ cũng như giới sản xuất trong lúc mà tình trạng nhiên liệu được xem là tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đơn kiện nhắm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp khi mà chặn đứng cái đạo luật quyền được biết thông tin để cung cấp về những cái chi tiết liên quan tới những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Bộ Ngoại giao. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao đang đối diện với áp lực là phải công bố tất cả những thông tin liên quan tới những nhân viên làm việc trong văn phòng môi trường của Bộ Ngoại giao trong một cái đơn kiện mới nhất cáo buộc họ đã cố tình chặn đứng chuyện này. Power of the Future gọi tắt là PTF là một công ty giám sát về năng lượng đã nộp cái uh, <laughs> hồ sơ dựa theo đạo luật gọi là Freedom of Information Act gọi tắt là FOIA và trong đó yêu cầu phải cung cấp tất cả những chi tiết liên quan tới cựu đặc sứ môi trường của ông Joe Biden là John Kerry và nhân viên của ông ta vào tháng giêng. Theo tường trình cho biết thì cái văn phòng cố vấn đặc trách về môi trường của ông Joe Biden đã sử dụng tới một 13.9 triệu Mỹ Kim trong ngân sách thường niên của Bộ Ngoại giao để chấp thuận mướn thêm 45 người mà trong đó ông Kerry đã vẫn tiếp tục im lặng trong cái nhân viên làm việc trong cái bộ môi trường của ông ta trong những năm qua và PTF đã để đơn kiện nhắm vào Bộ Ngoại giao vào hồi tháng 2 sau khi báo cáo rằng là cái hệ thống này đã trì hoãn việc công bố tên và cái uh, chức vị ở trong cái văn phòng của ông John Kerry, tức là văn phòng về môi trường. Và họ nói rằng cần phải nhấn mạnh và cần phải công bố một cách đầy đủ. Và tháng 9 thì Bộ uh, Ngoại giao đã không công bố tất cả thành viên của cái văn phòng Bộ Môi trường. Và trong đó thì uh, PTF cho biết là họ sẽ có những hành động pháp lý nhắm vào Bộ Ngoại giao khi mà tìm cách cản trở và không cho phép biết được 40 làm nhân viên làm việc dưới quyền của ông John Kerry là ai trong cái văn phòng môi trường và đã tiêu hết 13.9 triệu Mỹ kim. Đây được xem là một trong những cái đơn kiện nhắm vào bộ ngoại giao liên quan tới cái sự gọi là giấu giếm và không công khai minh bạch trong tất cả 45 người mà ông John Kerry đã thuê mướn trong lúc ông ta còn là cố vấn đặc biệt về môi trường cho ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> Một quỹ ban tại Hạ Viện đã bắt đầu điều tra cơ quan FCC sau khi từ chối cung cấp cho công ty Stalin 900 triệu Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết, thì một quỹ ban tại Hạ Viện trong ngày thứ Hai nói rằng họ đang mở cuộc điều tra về cơ quan quản thị tòa, truyền thông và quyển thông khi quyết định từ chối không cung cấp cho công ty vệ tinh SpaceX về Internet với cái số tiền là 885.5 triệu Mỹ Kim để cung cấp các cái hệ thống Internet ở khu vực nông thôn. <laughs> FCC trong tháng 12 đã tái xác nhận về vị trí của họ khi quyết định gây ảnh hưởng tới công ty SpaceX của ông Elon Musk và trong đó nói rằng là công ty Starlink của ông đã không cung cấp đầy đủ tất cả những cái chương trình đơn giản và quy tắc để theo yêu cầu để có thể nhận số ngân sách này. Chủ tịch Ủy ban giám sát tại Hạ viện là ông James Comer đã yêu cầu FCC trong lá thư gửi ra ngày thứ hai là phải chuyển tất cả những tập tài liệu này trước ngày 21 tây tháng 10 sắp tới đây cho cái quyết định trên và ủy ban này muốn chắc chắn rằng cơ quan FCC sẽ thực hiện tất cả các tiến trình dựa trên cái quy tắc của họ chứ không phải là cho cái mục tiêu về chính trị khi mà ông Elon ra mặt ủng hộ cho ông Trump và FCC nói rằng họ đã nhận được lá thư và sẽ trả lời trong tháng 12 năm 2020 thì FCC đã trao ra tổng cộng 9.2 tỷ Mỹ kim cho ít nhất là 300 việc phát triển cái dự án phát triển về những cái internet với tốc độ cao và trong đó để cung cấp cho những công ty dịch vụ Internet và công ty SpaceX là với cái dạng Internet là Stalin đã thắng được 885.5 triệu Mỹ Kim trong năm 2020 để mà cung cấp dịch vụ Internet cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên cho tới tháng 8 năm 2022 thì công ty FCC à, xin lỗi quý vị, đơn à, cái à, cơ quan FCC vẫn là từ chối không cung cấp ngân quỹ cho công ty Stalin à, với cái mức độ gọi là thử nghiệm về cái tốc độ mà Stalin đã đồng ý là sẽ cung cấp cái mức độ cao cho khoảng 642.000 ngôi nhà và cơ sở thương mại ở trên 35 tiểu bang và hiện nay thì ông Musk đã chỉ trích rằng cơ quan FCC đã có hành động mà ông gọi là bất hợp pháp khi cản trở cái số ngân sách đã được chấp thuận và điều này là đã có thể cứu được rất nhiều sinh mạng ở North Carolina sau khi mà có trận bão Helena đánh vào đây. Chủ tịch của FCC là Jessica Rosenworcel nói với Quốc hội vào tháng 2 là cái Stalin đã có những cái xác nhận rằng là trước đó công này đã công ty này đã khó khăn khi mà đáp ứng được tất cả những cái căn bản về việc uplink và downlink speed tức là cái tốc độ với mức tiêu chuẩn cho chương trình này và trong đó Stalin đã đề nghị là sẽ có thêm cái sự hỗ trợ cho những người ghi danh mà mua trên 600 Mỹ Kim để bắt đầu cái dịch vụ này. Đây được xem là một trong những cuộc điều, điều tra và giám sát nhắm vào FCC khi mà FCC đã cố tình có cái sự cản trở kể từ khi ông Elmer chuyển từ một người trung dung qua một người bảo thủ và lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích những chính sách cực tả của Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, quan tòa ra lệnh cho công ty Google là phải cho phép sự cạnh tranh trên trang App Store. Bản tin mới nhất cho biết thì một quan tòa trong ngày thứ hai đã ra lệnh cho công ty Alphabet là công ty mẹ công ty Google là phải tăng cường rất nhiều những cái dịch vụ trên cái uh, cái à, hệ thống vận hành android của họ có thêm nhiều cái à, giúp đỡ cho những cái đối thủ cạnh tranh và trong đó à, gần như là đã bị à, cản trở rất nhiều đặc biệt là đối với lại cái à, chương trình và vụ kiện gọi là fortnite bởi công ty epic game và quan tòa có tên là James Donato ở San Diego đã chỉ ra cho thấy công ty Google phải thực hiện tất cả những tiến trình này và cung cấp tất cả những cái dịch vụ cần thiết cho các đối thủ cạnh tranh trong đó bao gồm luôn việc mà cái hệ thống vận hành app của Android là phải cho phép các đối thủ được gia nhập cạnh tranh và Donato nói rằng trước đó trong cuộc điều trần ông đã thành lập ít nhất là một cái uh, quỹ ban đặc trách về kỹ thuật để quan sát tất cả tiến trình thực thi của công ty Google và Epic trong cái đơn kiện năm 2020 cáo buộc rằng Google đã tìm cách thao túng tất cả những giới tiêu thụ khi mà sử dụng cái uh, hệ thống vận hành của Android làm cách nào để họ chi trả tất cả những cái nguồn chuyển ngân uh, từ cái trang app này và trong đó thì Kerry một công ty có trụ sở tại North Carolina đã theo đuổi một cái bộ thẩm đoàn vào tháng 12 năm 2023 nói rằng công ty Google đã bất hợp pháp cản trở đối thủ cạnh tranh khi mà họ sử dụng cái hệ thống phân phối và kể cả hệ thống chi trả và buộc phía của các công ty này đã chịu không nổi với cái mức lệ phí của Google. Và hiện nay thì phía của quan tòa Donato đã lên tiếng và nói rằng buộc công ty Google phải thực thi ngay tất cả những phán quyết của tòa án. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của viện Rasmussen cho thấy là bên GOP đã gác trước hai điểm so với đảng dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Bản tin mới nhất cho biết thì phía đảng Cộng hòa đã dẫn trước hai điểm trong việc mà gọi là tranh cử vào cái ghế Hạ viện để chiếm quyền đa số theo tường trình của Viện Ramusen đã đưa ra. Và trong tổng quát thì các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã dẫn trước các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là 47 trên 45% với các cử tri và 3% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của Đảng khác và 5% nói rằng họ chưa biết được bỏ cho ai theo tường trình của Ramusen đưa ra. Và cuộc thăm dò này cho thấy là Đảng Dân Chủ đã có mức tăng một chút xíu so với Đảng Cộng Hòa đã gác họ 5 điểm từ hồi tháng 8 48 trên 43 và trong tháng 10 năm 2022 thì Đảng Cộng hòa đã gác trước 4 điểm trong cuộc tổng tuyển cử và kết quả thì là phía Đảng Cộng Hòa đã chiếm được quyền đa số là 222 trên 213 và Đảng Cộng hòa gần đây thì đang giữ là 220 ghế so với Đảng dân chủ là 212 ghế và trong cuộc thăm dò này cho thấy là số lượng lớn, 87% của Đảng Cộng hòa và 86% của Đảng Nhân chủ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho cái đảng của họ trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó thì những khối cử tri chưa biết đã vẫn chiếm một số nào đó, đa số 45% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa và 35% của khối cử tri độc lập này nói sẽ bỏ phiếu cho Đảng Nhân chủ và 6% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng khác, 13% chưa quyết định và trong tháng 8 thì phía Đảng Công Hòa đã dẫn trước 19 điểm trong khối cử tri độc lập và phụ nữ nói rằng họ đã có sự chia rẽ 45 dành cho đảng cộng hòa 47 dành cho đảng nhà chủ trong khi đàn ông thì họ ủng hộ cho đảng cộng hòa nhiều hơn 51 trên 43 và cuộc thăm dò này đã được thực hiện từ ngày 1 tới ngày 3 tây tháng 10 với 1.030 cử tri đã ghi danh và mức sai biệt là cộng trừ 3% và với mức độ là 95% được xem là đáng tin tưởng đó là bản tin liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một trong những đề đốc hàng đầu tuyên bố Trung Quốc đã sẵn sàng phong tỏa Đài Loan bất kỳ giờ phút nào. Trung Quốc có thể chậm rãi, tuy nhiên họ vẫn gia tăng cái sự hiện diện quân sự của họ xung quanh đảo quốc Đài Loan và buộc đảo quốc này và ép đảo quốc này sẽ gây lỗi lầm. Đó là lời phát biểu của một chỉ huy trưởng của Đài Loan đã đưa ra. Đề đốc Tang Hua trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist nói rằng lực lượng PLA khai triển cả trên không lẫn dưới nước và xung quanh đảo quốc Đài Loan. PLA đã sử dụng một cái chiến lược gọi là anacoda để tìm cách uh, gọi là phong tỏa đảo quốc của chúng tôi à, và họ đã gia tăng rất nhiều những áp lực và họ tìm cách uh, thúc đẩy để chúng tôi có thể gây lỗi lầm vì đê đốc này cho biết là PLA sẵn sàng phong tỏa đài loan ở bất kỳ giờ phút nào và tờ The Economic đã cung cấp một số dữ liệu à, theo cái lời phát biểu của ông Hư đưa ra là cái à, việc mà băng ngang qua trên không của PLA một cách bán chính thức vào cái khu vực rằng lằn đánh đỏ trên eo biển Đài Loan gia tăng lên đến tới 36 lần à, trong tháng 2 so với lại tới 193 lần trong tháng 8 và số lượng tàu chiến của Trung Quốc hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan đã gần như gấp đôi là từ 142 trong tháng Giêng lên tới 282 lần trong tháng 8 và điều này cho thấy rõ ràng là Trung Quốc có khả năng phong tỏa eo biển Đài Loan và đang tìm cách gai Đài Loan vào tình trạng gọi là gây lỗi lầm để Trung Quốc có cớ phong tỏa Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Trung Quốc sẽ có thể có cuộc tập trận xung quanh đảo lúc Đài Loan sau khi có lời phát biểu của Tổng thống Đài Loan, theo nguồn tin cho biết. Tin từ Đài Bắc cho biết thì Trung Quốc dường như sẽ có một cái cuộc tập trận trong tuần lễ này gần đảo quốc Đài Loan sau khi mà ông Tổng thống của Đài Loan Lai Chinh Tê đã có lời phát biểu trước khi mà có đại lễ song thập tức là lễ quốc khánh của Đài Loan trong việc mà gọi là Trung Quốc đòi chủ quyền của Đài Loan. Trung Quốc trong tháng 5 đã có một cái hành động tầm trận trừng phạt Đài Loan ngay sau khi mà ông Lai Chinh Tê nhận chức và Bắc Kinh xem ông là một phần tử ly khai và đã gia tăng rất nhiều những cái loại chiến đấu cơ và các tàu chiến xung quanh đảo quốc Đài Loan. Và cuộc tập trận tháng 5 với cái tên gọi là Choi Show 2024E, trong đó gần như đã gây lo ngại cho Washington và ông Lai trong lời phát biểu à, trước cái ngày 10 tây tháng 10, tức là đại lễ song thập lễ quốc khánh của Đài Loan, đánh dấu 113 năm ngày thành lập cái nước Cộng hòa dân à, Trung Hoa Dân Quốc và trong đó là tên chính thức của Đài Loan. Và điều mà tôi nói rằng là không có à, gì mà ông Lai nói rằng trong ngày 10 tây tháng 10 và họ sẵn sàng sử dụng tất cả những cái cuộc tập trận này để có thể gọi là à, tấn công và tập trận xung quanh đảo quốc Đài Loan. Một viên chức an ninh của Đài Loan chỉ ra nguồn tin tin tình báo cho thấy là Bắc Kinh bắt đầu dịch chuyển trong cái vấn đề tập trận này. Và trong một cái bản ghi nhớ về an ninh được nhìn thấy bản hãng thông tấn Reuters, chính quyền Đài Loan tin rằng Trung Quốc có thể sẽ có cuộc tập trận và trong đó gần như là để khiêu khích lời phát biểu của ông Lai Chinh Tê. Đây được xem là một trong những bản tin mới nhất mà Trung Quốc sắp sửa có hành động với đảo quốc Đài Loan ngay trong ngày đại lễ song thập của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay, ông Kim Jong Un, nhà lãnh đạo của Bắc Hàn cho biết, ông ta sẽ gia tăng và sẽ nhanh chóng biến nước Bắc Hàn thành một quốc gia gọi là superpower về nguyên tử, tức là một quốc gia đầy quyền lực về nguyên tử. Nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong Un nói, cho biết là quốc gia của ông sẽ tăng tốc trong việc trở thành một lực lượng quân sự siêu đẳng ở trên thế giới với vũ khí nguyên tử và sẽ không loại trừ việc mà bất kỳ một kẻ thù nào tấn công họ sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử theo tường trình của kcna một cơ quan truyền thông tuyên truyền của nhà nước Bắc Hàn đưa ra lời phát biểu công ta đưa ra vào ngày thứ hai đánh dấu cái ngày cả ở tại một cái trường đại học và trong đó gần như đã được tường trình đầy đủ bởi cơ quan KCNA. Ông ta cho biết là ông ta không có ý định chú ý tấn công tới Đài Loan. Tuy nhiên, nếu kẻ thù có âm mưu mà sử dụng lực lượng nhắm vào quốc gia của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không loại trừ tất cả những loại vũ khí bao gồm luôn cả việc sử dụng vũ khí nguyên tử ông ta đã lên tiếng cho biết như trên và ông ta đã gửi một cái thông điệp chúc mừng birthday cho ông tổng thống vladimir putin mà ông kim đã gọi putin là một trong những đồng chí thân cận và nói rằng một chiến lược hợp tác và của với lại nga cần sẽ diễn ra và sẽ thân cận hơn đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của đông bắc á và cuối cùng thì là tin liên quan tới philippines cựu tổng thống của philippines kẻ được mô tả là thân trung quốc là ông duterte à, sẽ có thể ra tranh cử chức thị trưởng mặc dù rằng ông ta đã có một cái lịch trình gọi là sát hại những kẻ buôn ma túy một cách bất à, gọi là vô tội vạ Cựu Tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte đã ghi danh vào ngày thứ hai sẽ ra tranh cử chức thị trưởng ở cái quê nhà của ông ta nằm ở phía nam của Philippines. Bất kể ông ta đã có một cái chiến dịch chống ma túy và trong đó thảm sát rất nhiều thường dân vô tội và đã từng bị điều tra bởi tòa án hình sự quốc tế ICC nói rằng ông ta có hành động chống lại con người. Năm nay 79 tuổi, ông ta đã điền cái đơn với lại quỹ ban bầu cử ở tại thành phố à, thành phố Davao và nơi mà ông ta từng là thị thị trưởng trong vòng hai thập niên qua và trước khi mà ông ta thắng ghế tổng thống năm 2016 và con trai của ông ta là đương kim thị trưởng của Davao là Sebastian Duterte cũng sẽ ra tranh chức phó thị trưởng vào năm tới trong cuộc bầu cử giữa mùa và có trên 6.000 người à, được xem là có nghi ngờ liên quan tới vấn đề ma túy đã bị sát hại một cách à, giả mang ở trong cái chiến dịch dập tắt ma túy và ông duterte đã cho phép lực lượng cảnh sát và công lực có quyền bắn bỏ hoặc là thảm sát tất cả những kẻ nào có liên quan tới ma túy mà không cần cái tác tòa đây được xem là hành động mà các cái tổ chức nhân quyền cho rằng đã vi phạm vào tội ác chống con người đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất và ông ta quay trở lại quê nhà để tranh chức thị trưởng sau thời gian ông ta trở thành Thành tổng thống của Philippines đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau Bye bye